Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Gió Tháng 6. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất về các Pokemon hệ lửa để xem mỗi Pokemon đó có những đặc điểm gì nha. Đầu tiên, đó là Pokemon Hitokage, còn được gọi là Tiểu Quả Long, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 1. Nó cao 60cm, nặng 8,5kg, nhược điểm, hệ nước, hệ đất và hệ đá nó bắt đầu tiến hóa thành Rizado ở cấp độ 16. Rizado còn được gọi là khủng long lửa, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 1. Cao 1,1m, nặng 19kg, dược điểm, hệ nước, hệ đất và hệ đá. Rizado là dạng tiến hóa của Hitokage và nó bắt đầu tiến hóa thành Rijadon ở cấp độ 36. Rijadon còn được gọi là rồng phun lửa, là Pokemon song hệ lửa và hệ bay, được giới thiệu trong thế hệ 1, cao 1,7m, nặng 90,5kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ điện, hệ đá. Rizadon là dạng tiến hóa của Rizadon. Rizadon Mega X là dạng tiến hóa siêu cấp độ ít của Rizadon khi được kết hợp với đá siêu cấp, cao 1,7m, nặng 110,5kg. Nhược điểm, hệ đất, hệ đá, hệ rồng. Rizadon Mega là dạng tiến hóa siêu cấp độ của Rizadon khi được kết hợp với đá siêu cấp. Cao 1,7m, nặng 100kg. Nhược điểm: hệ nước, hệ đá, hệ điện. Dai mắt còn được gọi là Rồng lửa siêu tiến hóa, là dạng tiến hóa cấp cao của Rizadon khi được kết hợp với đá siêu cấp. Cao 28m, chưa xác định được cân nặng. Nhược điểm: hệ nước, hệ đá, hệ điện. Rocom, còn được gọi là lục vĩ hồ, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 1, cao 60cm, nặng 9,9kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đá, hệ đất. Nó tiến hóa thành Kyukon khi tiếp xúc với đá lửa. Kyukon, còn được gọi là cửu vĩ hồ, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 1, cao 1,1m, nặng 9,9kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đá, hệ đất. Khi là dạng tiến hóa của Rukon. Gary, còn được gọi là chó hổ, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 1. Cao 70cm, nặng 19kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đá, hệ đất. Gary tiến hóa thành Windy khi tiếp xúc với đá lửa. Windy, còn được gọi là phong cẩu, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 1. Cao 1,9m, nặng 155 kg. Dược điểm, hệ nước, hệ đá, hệ đất. Windy là dạng tiến hóa của Gadi. Bonita, còn được gọi là tiểu quả mã, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 1. Cao 1 m nặng 30 kg. Dược điểm, hệ nước, hệ đá, hệ đất. Nó tiến hóa thành Garoppu ở cấp độ 40. Garoppu, còn được gọi là liệt diễm mã, là Pokemon thuần hệ lửa được giới thiệu trong thế hệ 1, cao 1,7m, nặng 90,5kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đá, hệ đất. Galapu là dạng tiến hóa của Bonita. Caracara hình thái Alola là một hình thái địa phương song hệ lửa và hệ ma của Caracara. Ở vùng Alola, được giới thiệu trong thế hệ 7, cao 1m, nặng 34kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá, hệ ma và hệ bóng tối. Bu còn được gọi là vịt lửa, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 1. Cao 1,3 m nặng 44,5 kg, nhược điểm, hệ nước, hệ đá, hệ đất. bà là dạng tiến hóa của Bubi và tiến hóa thành bi bằng sau khi trao đổi, nếu giữ tăng thế magma. Misuta, còn được gọi là sóc lửa, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 1. Cao 90 cm, nặng 25 kg nhược điểm, hệ nước, hệ đá, hệ đất. Bishuta là một trong những dạng tiến hóa của EBI. Paya là Pokemon huyền thoại song hệ lửa và hệ bay, được giới thiệu trong thế hệ 1. Cao 2m, nặng 60kg, dược điểm, hệ điện, hệ nước, hệ đá. Paya không tiến hóa thành Pokemon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokemon nào. Hino Arashi, còn được gọi là quả diễm, là Pokemon thuần hệ lửa được giới thiệu trong thế hệ 2, cao 50cm, nặng 7,9kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá. Nó bắt đầu tiến hóa thành Magumarasi ở cấp độ 14. Magumarasi, còn được gọi là chuột núi lửa, là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 2. Cao 90cm, nặng 19kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đá, hệ đất. Magumarashi là dạng tiến hóa của Hino Arashi và nó bắt đầu tiến hóa thành Bakufin ở cấp độ 36. Bakufin là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 2, cao 1,7m, nặng 79,5kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá. Bakufin là dạng tiến hóa của Magumarashi. Magumangu còn được gọi là dung nhan trùng, là Pokemon thuần hệ lửa. Được giới thiệu trong thế hệ 2, cao 70cm, nặng 35kg. Nhược điểm hệ nước, hệ đất, hệ đá. Nó tiến quá thành Maguka ở cấp độ 38. Maguka Rugo còn được gọi là ốc dung nham, là Pokemon song hệ lửa và hệ đá. Được giới thiệu trong thế hệ 2, cao 80cm, nặng 55kg. Nhược điểm hệ nước, hệ đất, hệ đá, hệ giác đấu. Magucarugo là dạng tiến hóa của Magu Mangu. Herubiru là Pokemon song hệ bóng tối và hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 2. Cao 60 cm, nặng 10,8 kg, Nhược điểm hệ nước, hệ đất, hệ đá, hệ giác đấu. Nó tiến hóa thành Heruga ở cấp độ 24. Heruga là Pokemon song hệ bóng tối và hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 2. Cao 1,4 m, nặng 35 kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá, hệ giác đấu. Heruga là dạng tiến hóa của đệ Rubiru. Mega Heruga là dạng tiến hóa siêu cấp của Heruga. Khi được kích hoạt với đá siêu cấp, Mega Heruga cao 1,4 m nặng 49,5 kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá, hệ giác đấu. Bubi là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 2, cao 70 cm nặng 21,4 kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá. Bu bi tiến hóa thành bu bà ở cấp độ 30. Entai là Pokemon huyền thoại thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 2, cao 2,1 m, nặng 198 kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá. Entai không tiến hóa thành Pokemon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokemon nào. Ho-Oh, là Pokemon huyền thoại song hệ lửa và hệ bay, được giới thiệu trong thế hệ 2. Cao 3,8m, nặng 199kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ điện, hệ đá. ho oh là một Pokemon độc lập. Achamo là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 3. Cao 40cm, nặng 2,5kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá. Nó bắt đầu tiến hóa thành Wakasamo ở cấp độ 16. Wakasamo là Pokemon song hệ lửa và hệ giác đấu, được giới thiệu trong thế hệ 3, cao 90 cm, nặng 19,5 kg. Nhược điểm: hệ nước, hệ đất, hệ bay, hệ siêu linh. Wakasamo là dạng tiến hóa của Achamo và nó bắt đầu tiến hóa thành Basamo ở cấp độ 36. Basamo là Pokemon song hệ lửa và giác đấu, được giới thiệu trong thế hệ 3, cao 1,9 m, nặng 52 kg. Nhược điểm: hệ nước, hệ đất, hệ bay, hệ siêu linh. Basamo là dạng tiến hóa của Wakasamo. Basamo Mega là dạng tiến hóa siêu cấp của Basamo, khi được kích hoạt với đá siêu cấp. Cao 1,9m, nặng 52kg. Nhược điểm: hệ nước, hệ đất, hệ bay, hệ siêu linh. Domeru là Pokemon song hệ lửa và hệ đất, được giới thiệu trong thế hệ 3. Cao 70cm, nặng 24kg nhược điểm, hệ nước, hệ đất. Nó tiến hóa thành Bakuda ở cấp độ 33. Bakuda là Pokemon song hệ lửa và hệ đất, được giới thiệu trong thế hệ 3, cao 1,9m, nặng 220 kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất. Bakuda là dạng tiến hóa của đồn Meru. Mega Đa là dạng tiến hóa siêu cấp của Bakuda, cao 2,5m, nặng 320,5 kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất. Kotasu là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 3, cao 50cm, nặng 80,4kg, nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá. Kotasu là Pokemon độc lập. Gensiguradon là Pokemon song hệ đất và hệ lửa, cao 5m, nặng 999,7kg, nhược điểm, hệ nước, hệ đất. Hikodaru là Pokemon thuần hệ lửa, được giới thiệu trong thế hệ 4 cao 50cm, nặng 6,2kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ đá. Nó bắt đầu tiến hóa thành Mokadaru ở cấp độ 14. Mokadaru là Pokemon song hệ lửa và hệ giác đấu, được giới thiệu trong thế hệ 4, cao 90cm, nặng 22kg. Nhược điểm, hệ nước, hệ đất, hệ bay, hệ siêu linh. Mokadaru là dạng tiến hóa của Hikodaru và nó bắt đầu tiến hóa thành Gokadaru ở cấp độ 36. Gokadaru là Pokemon song hệ lửa và hệ giác đấu, được giới thiệu trong thế hệ 4, cao 1,2m, nặng 55kg. Nhược điểm: hệ đất, hệ nước, hệ bay, hệ siêu linh. Gokadaru là dạng tiến hóa của Mokadaru. Phần thứ nhất của danh sách Pokemon hệ lửa đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn bằng cách bình luận bên dưới video. Đừng quên đăng ký kênh do tháng 6 để đón xem tập tiếp theo trong bộ bộ mòn hệ lửa nha. Còn bây giờ, thân ái, tạm biệt và hẹn gặp lại.